Ngày 13 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Phạm Cao Trí, sinh năm 1984, ngụ quận 8, để điều tra vì liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cô gái tử vong và hai người bị thương. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 11, Trí lái xe ô tô trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng ra đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến gần đoạn giao với đường số 15, phường Long Thạnh Mỹ thì bất ngờ va chạm với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại. Lúc này, xe ô tô tiếp tục lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào hai xe máy. Chưa dừng lại, ô tô này còn lao lên vỉa hè, tông một xe máy khác rồi đâm sập tường nhà dân. Vụ việc khiến chị N, sinh năm 2005, ngụ thành phố Thủ Đức và hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị N đã tử vong. Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, công an xác định Trí vi phạm nồng độ cồn